Chào các bạn, hôm nay mình làm bài tập phần 2D tiếp theo ha. Thì hôm trước có một số bạn kêu là thích những cái hình kiểu như vậy. Thì mình sưu tầm cũng khá là nhiều hình ha. Ở đây hôm nay video này thì mình sẽ hướng dẫn hai bài là trái tim này với lại cái mặt nạ Iron Man này ha. Thì những bạn nào muốn thực hành thêm thì để lại mail ở dưới cái video ha, mình sẽ gửi cho từng bạn. Rồi hôm nay là cái video cuối cùng này mình làm những cái hình này. Và những bài sau là mình sẽ làm về những cái chi tiết 3D ha. À, về những cái chi tiết cơ khí. 2D, 3D về chi tiết cơ khí thì mình không làm những hình này nữa. Nên là các bạn nào mà muốn thực hành nhiều về những cái hình này á, thích những hình này thì để là mail ở dưới phần bình luận thì mình sẽ gửi mail cho các bạn ha. Ok, mình vào bài thôi. Rồi mình vẽ cái hình trái tim này trước. Thì cái hình trái tim này, cái cách dựng có một số bước nó giống như là cái hình Pikachu, là nó vẽ một cái cung tròn đi qua tiếp tuyến ha, vẽ một cung tròn tiếp tuyến và đi qua một điểm. Thì đối với trong CAD á, thì mình phải xác định như vậy. Như cái bữa mình trước mình hướng dẫn á, là mình phải dựng, mình xác định được cái tâm đường tròn nội tiếp rồi mình mới dựng được. Còn đối với trong SolidWorks á, thì các bạn không cần phải xác định như vậy. Các bạn chỉ cần vẽ một cái đường tròn ra và gán nó vào, gán kích thước vào là nó sẽ ra thôi. Nhưng mà các bạn hiểu được cái ý nghĩa khi mà vẽ được cái hình đó, hiểu được cái nguyên lý vẽ thì sẽ tốt hơn ha. Rồi, hôm sau mình sẽ giới thiệu luôn cái phần mềm SolidWorks và những cách vẽ trên SolidWorks ha. Ok, mình vào bài thôi. Rồi, đối với bài này thì cũng khá đơn giản ha. Mình dựng hai con 40, 44 và 32 trước. Center 44 nè, 32. Rồi mình cho nó đường tâm NC. NC là lệnh của LibCAD ha. Các bạn có thể thay đổi layer trên thanh công cụ hoặc là sử dụng LibCAD. Ctrl 1 để hiệu chỉnh nó, tăng lên là khoảng 8 đi. Ok. Tiếp theo cái tâm này thì mình offset vào là 31, 62 chia đôi ha. Offset 31 nè. Rồi trim đi. Rồi từ cái đường tâm này mình offset xuống là 98 để mình xác định được cái điểm dưới đây. Offset xuống 98. Rồi mình kéo dài đoạn này xuống, dùng cái lệnh extend ha, Edit Center. Đây nó là điểm này. Rồi mình vẽ luôn. Rồi mình vẽ cái đường tròn tiếp tiến ha. Ở đây là 150 nè. Cái đường tròn này là 32, thì mình lấy 150 trừ 32 là còn lại 100 là 18 ha. Thì tại cái tâm đường tròn 32 này mình dựng một cái đường tròn là 110, 18. Xong tại cái điểm mà đi qua mình dựng một cái đường tròn 150. Rồi nó giao nhau tại đây, mình lấy cái điểm này vẽ ngược lại là 150 là nó sẽ ra đủ hai cái điều kiện. Thì ai chưa hiểu thì xem lại cái video trước ha. Ở đây mình không nói lại, không hướng dẫn lại. Cái video mà có hình con Pikachu á, mà thay đổi thuộc tính 32, đổi layer. Rồi mình mirror qua thôi, trim ha. Mời enter. Nhớ là khi vẽ thay cái phím enter bằng cái phím space trên bàn phím mình mới dễ nhanh được, không có chồm tay qua mà enter ha. Rồi mình offset cái đường này, cái đường tâm này ra 31 tiếp. Offset 31 nè. Rồi cái đường 31 này mình dựng, mình xác định cái điểm dưới đây. Ở trên đây cái cung tròn này mình chưa xác định được, vì nó chỉ cho có một chiều này thôi, cho có trục X là có 20 và trục Y nó chưa cho nè. Nên là chưa xác định được cái cung tròn R16 này, mình phải xác định ở dưới lên. Đi đây cái điểm này cách tâm là 24.5 và đi lên là 32. Rồi ok. À, mình không cần dựng trước cái hình này cũng được, cái 31 này cũng được. Đây cái này nhanh hơn nè. Ở đây đúng không, mình dùng cái đường thẳng. Rồi đây là mình chỉ cách vẽ nhanh luôn ha. Mình chỉ dùng hai lệnh là vẽ được cái đoạn 49 này luôn. Dùng lệnh line. Dùng một lệnh và một lệnh phụ trợ là mình vẽ được cái cạnh này luôn. À, các bạn trước khi mà xem video, các bạn phao lại khúc này, các bạn vẽ thử làm sao mà dùng một lệnh line để vẽ được cái đường thẳng này luôn, đúng vị trí, đúng kích thước. Phao video lại vẽ thử. Rồi mình làm đây. Ở đây mình dùng lệnh like. Rồi mình TK nó lên.
32. Rồi. TK qua đây là 24.5. Rồi, mình lấy điểm này vẽ, mình enter để lấy điểm này. Sau khi enter, mình nhập cái độ dài của cái đường thẳng là 49 nè, 49 nè. Rồi, shift bé hơn là mình nhập cái góc là 15 độ. À. Góc nhầm, cái góc 15 độ là nó cái độ mà mình nhập á là nó sẽ tính với lại cái góc cái trục hoành nè. Nó tính từ cái trục hoành nó tính ngược lên. Thì cái ở đây 15 độ thì mình phải cộng với góc 90 độ này nữa là ra là 105 độ ha. 49 nè. 49, shift bé hơn 105. Đấy. Đây, đo lại thử ha. Đo thử cho các bạn xem ha, 15 nè. Rồi DAL. Đấy, 49. Đó, chỉ cần dùng một lệnh like. Đó, một lệnh like là mình xác định được. À, đó là một cách ha. Không thì các bạn vẽ đơn giản thì các bạn cứ vẽ một cái đường thẳng vuông góc lên, đường thẳng từ cái điểm này đi lên. Xong rồi mình xoay cái đường thẳng này một góc 15 độ, rotate, dùng lệnh rotate thì mình xoay được góc 15 độ ha. Cái đó là cách thứ hai. Rồi khi xác định xong cái đường này, bắt đầu mình xác định cái cung tròn R16 này làm sao. Thì mình biết cái tâm nó cách cái đường này xuống là 20. Thì mình vẽ nó là center nè, TK enter. Từ vị trí này xuống đây là 20. Enter. Lấy cái điểm này mình dựng cái R16 luôn. 16, đây, nó đang nằm đây. Thì mình muốn cái cung tròn này nó giao với lại cái đường thẳng 49 này tại cái điểm này, cái điểm mốc của đường thẳng này luôn. Thì chỉ cần mình dựng một cái đường thẳng cho nó cắt vào à, cắt vào và di chuyển từ cái điểm cắt đó, mình di chuyển ra cái đầu mốc là nó thỏa mãn điều kiện ha. Rồi, khi vẽ được cái R16 này, bắt đầu mình dựng cái cung R75 này tương tự như cái cung R150. Thì mình lấy cái R lớn trừ R nhỏ, 75 trừ đi 16 là còn 59 ha. Là ta lấy cái tâm tại R16 này mình dựng cái cung tròn là 59. Rồi tại cái điểm mà đi qua mình dựng cái cung tròn là 75. 75. Rồi tại cái điểm giao mình dựng lại là 75. À, các bạn nào mới xem video này chưa hiểu thì xem lại cái video vẽ con Pikachu ha. Rồi trim đi. Đấy. Rồi các bạn mirror qua nữa là mình hoàn thành cái lệnh này rồi, hoàn thành cái hình này rồi. À, trim đi nữa. Chuyển cái nét này thành nét tâm. Đấy. Rồi mình offset cái đường này ra 31 để đi kích thước à. Rồi. Khi xong rồi bắt đầu mình đi kích thước nhanh ha. ND đổi layer qua cái nét div. Đó là cái lệnh trong clip kết ha. Các bạn nào mà mới xem chưa biết thì các bạn xem mấy video trước của mình chỉ clip kết hoặc là có thể đổi trên thanh layer. Chỉnh làm sao cho cái hình vẽ nó đẹp ha. DAN nè. DAN là đó, đo góc. Rồi. DLI. DLI đo cái cạnh này. Mình kéo mấy cái đường tâm cho nó hợp lý cho nó đẹp ha. Ok. DLI từ tâm này là 20 đấy. Rồi. DR. À. Rồi ở đây mình thấy nó đo kiểu này. Làm sao để mình đo kiểu này được? Thì hôm trước mình cũng đã nói qua rồi. Thì hôm nay mình nói lại ha. Là mình sẽ sử dụng cái biến là dim at fit á. Dim at fit mình chọn nó là cái giá trị là 3 ha. Đây. Dim at fit ha. À, nó đang là 3 luôn. Nó đang là 3. Rồi, để xóa đi cạnh trong đây, mình dựng lại, mình chọn cái chế độ là dim TOFL. Dim TOFL. Mình chọn cái giá trị là up. Đấy, mình dim lại ha. Đây. Nó đã ra được cái đoạn này. Nó đã ra được cái kiểu dim giống như cái hình, nhưng mà ở đây nó tự tạo ra cái đường tâm. Thì làm sao mình để mình xóa đường tâm này? Đây, các bạn thủ công thì các bạn có thể phá khối và xóa đi ha. X enter và xóa đi, nhưng mà cái đường này cái thước này nó cũng bị phá khối rồi, nên cái kiểu này không hay. Mình sẽ
chọn mình vào cái dim sen để mình chỉnh cái đường tâm. Ở đây cái đường tâm đó đang là 10, mình chỉnh xuống bằng 0 nè. Rồi mình đo kích thước lại là nó sẽ mất đi cái đường tâm. Đấy, mất đi đường tâm. Và mình đo những cái kiểu kia nó cũng được ha. DRA đo lại cái này 75 và 150 32. Đấy. Rồi. Khi mà mình đem cái đường kính phi 44 này, DDI là đo đường kính nè. Đấy, làm sao mình để mình chuyển về thì mình cũng vào lại cái dim AT fit, mình chuyển sang chế độ là 2. Ha. Dim AT fit ha. Chuyển sang 2. Rồi mình đem lại. DDI. DDI bấm nhầm. Đây, rồi mình kéo ra thôi. Kéo ra. Rồi, tiếp theo. Đo cái cạnh này thì mình dùng cái lệnh là DAL enter 2 lần. Chọn cái cạnh là nó sẽ đo. Đây là đo cạnh xéo ha. Rồi xong cái hình này đơn giản. Đây rồi. Đấy, các bạn muốn tô màu gì cũng được, tô vào và ra in ra rồi dán lên phòng cho đẹp ha. Khắc laser, in file ra rồi ra tiệm laser khắc lên cái sau lưng cái điện thoại của mình cũng được, bất kỳ hình gì. Đó, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cái đầu cái mặt nạ Iron Man. Thì cái mặt nạ này thì kích thước nó hơi rườm rà thôi, mình vẽ từ từ nó sẽ ra ha. Đây mình chọn ở dưới mình vẽ lên thôi. Ở đây góc kích thước là đa số là nằm ở dưới ha. Chọn dưới vẽ lên. Rồi mình kéo bỏ cái hình này qua bên. Ở đây mình vẽ từ dưới vẽ lên. Cái cạnh 120 này. Rồi đổi qua layer ND NT là nét thấy nè. Đấy gọi là Ctrl 0 để đóng cái chọn ở đây ha, một là sổ thanh layer này xuống chọn, hai là dùng cái lệnh trong clip sketch ha. Đó, clip sketch thì các bạn xem ở video trước mình có hướng dẫn tải về ha, có để file cài đặt. Rồi đây mình sẽ mở cái màn hình rộng lên Ctrl 0 nè. NT. Rồi F8 120. Đấy. Rồi nó đi ở cái cạnh này đi lên là hợp với góc này là 55 độ, đi lên đây là nó để đâu? Để ở đây 160. À, 160. Rồi offset lên 160. Đấy, rồi dùng cái lệnh L mình vẽ một cái đường thẳng ha. Bây giờ mình dùng cái tọa độ cực mình vẽ cho nhanh ha. Ở đây mình nhập cái đoạn thẳng là khoảng 200 cho nó vừa quá, nhỏ hơn cũng được không sao. 200 rồi shift bé hơn. Mình nhập nó là 55 độ thì cái góc kia nó sẽ là 125 ha. Đấy. FR0. Fillet lại. Rồi mirror qua thôi. M enter. Bật chế độ 8 ha. 10. Đây chế độ 8 nó mới bắt song song ha. Rồi mình được cái hình này. Sau đó tiếp theo mình dựng cái gì? Ở đây mình dựng cái biên dạng ngoài đi cho nó xong ha. Mình dựng cái những chi tiết ở trong mình dựng sau. Thì biên dạng ngoài đây. Tiếp tục mình có cái cạnh này. Cái cạnh này cái góc này là 154. Cái cạnh này nó lên đây là 300, nó tiếp tuyến với cung R80 này. Mà R80 này nó lại tiếp tuyến với lại cái cung R200. Đấy, thì mình vẽ cái R200 này trước nè. R200 này thì khoảng cách đầu mốc này xuống đây là 650 thì mình offset lên. Offset lên 650. Rồi, mình dựng cái đường tròn R200. Mình di chuyển nó xuống, mô enter nè, M enter nè, di chuyển xuống. Đo lại coi đúng không? Rồi, R200 ha. Rồi, xóa đi cái đường dựng này. Rồi tiếp theo mình dựng cái đường thẳng này, cái đường thẳng này thì mình dựng rồi offset lên 300 trước. Offset lên 300 nè. Rồi mình dựng cái cạnh xoay một cái góc là 154. Thì mình copy CO enter nè, copy cái cạnh này ra làm 2 đi tại vị trí luôn. Rồi mình lấy một cạnh RO nè. Xoay nó là 154. Đấy. Đúng chưa? DN mình đo lại cạnh này ha. Nó sai sai. Cái này sai rồi, cạnh này sai ha. Cái này là 55 thì cái góc này nó sẽ là 125 đúng rồi. Nó mình sai lại à. Nãy mình vẽ nhầm gì rồi.
L. Nhập cái điểm này, mình nhập là khoảng 200. Đó. Mình nhập 200 ha, và shift bé hơn. Mình nhập cái góc là 125. 125 với 55 là 180 đúng rồi. Rồi mình đo lại à. À, 55 đúng à, nãy là mình vẽ nhanh quá mình bấm nhầm số à. Bạn ra. FR R0 ok. Hình như cái hình đó nó F8 lên. Cái hình nó sai sai. Rồi ok. Rồi mình copy lại à. Rồi RO enter lên à, RO lên là 154 154. Đấy, hình nó ra kiểu vậy mà đúng. Rồi fillet trường này lại. Đây cái vị trí này là vị trí 300, là mình xác định được cái điểm này rồi. Rồi khi có cái điểm này là mình cũng như cái dạng nãy là một cái cung tròn tiếp tuyến với một cung tròn và đi qua một điểm xác định. Cái đây là R200, đây là R800. Thì mình lấy cái 800 trừ 200 là 600. 600 thì mình vẽ một cái đường tròn. Tại cái đường tròn nhỏ này là 600 nè. 600, rồi tại cái điểm đi qua mình dựng cái đường tròn là 800. Rồi nó giao tại đây, mình lấy cái điểm này, mình vẽ ngược lại là 800. Đấy, nó làm tạo ra cái đường giao. Rồi mình xóa đi cái đường tròn dựng đi. Rồi trim đi thôi ha. Rồi trim đi. Ok, mirror qua. Mời. Ok, trim đi ha. Rồi xóa cái đường dựng đi luôn. Rồi ta được cái biên dạng ngoài rồi, bắt đầu ta dựng những cái bên trong. Rồi ở đây, cái miệng. Cái miệng thì mình offset lên là 74. Một cái đoạn thẳng là 136. L nè, trái cái điểm giữa. TK từ điểm giữa đi lên là 74. Và lấy cái điểm đó vẽ một cái đoạn là 136. Rồi di chuyển nó vào giữa ha. Mình vẽ cái đường tâm NC. Rồi chỉnh nó lên cho nó là 10 20. Rồi giãn đường tâm ra. Rồi có cạnh 136 này mình offset lên là 13. Offset 13. Rồi mình vẽ từ cái cạnh này, mình vẽ một cái đường thẳng hợp với cái góc, hợp với cạnh này một góc là 137. Thì tương tự CO, mình copy hai cái đường nó tại vị trí này luôn. Rồi mình lấy một đường RO 137 RO nè 137. Ok. Tiếp theo mình vẫn offset lên là offset 13 nè. Rồi 156 này là cái đoạn múc của hai cái đầu này, thì mình offset ra là nó sẽ giao offset này ra là offset là 156 chia đôi nè. Offset 156 chia 2, lấy đường này ra. Đây nó cắt tại đây thì mình trim đi ha. Trim đi nè, số này đi. Rồi từ cái vị trí này mình vẽ vuông góc với cái đường này, bắt vuông góc nè, vẽ vô mà đổi layer ha. 32 chọn layer này đổi qua layer hiện hành. Rồi vẫn cũng trim đi luôn. Rồi cái này fillet lại. Rồi mình mirror qua kia. Mời enter nè. Rồi F enter, fillet lại. Rồi xong cái miệng. Tiếp theo cái phần má này. Phần má này thì nó cho lại là 135. Đây nó cho cái tâm tại đây nè, 260. 260 và đi lên là 145 à, CTK đi lên là 145. Qua đây là 260. Enter. 260 enter và nhập cái bán kính là 135 vào. Rồi, nó ra được cái má. Mời qua thôi. Rồi, khá đơn giản ha. Tiếp theo cái phần mũi này. Phần mũi này nó là hình chữ nhật 7612. 7612 và đi lên từ cái đoạn má này, từ cái điểm giao này đi lên là 100. Thì mình dựng như sau. Từ cái điểm giao này mình dựng cái đường là 76,12. Đấy hình chữ nhật, rồi mình di chuyển nó vào tâm, rồi từ cái này mình di chuyển nó lên là 100 là đúng vị trí. Rồi ok. Tiếp theo tới hai con mắt. Hai con mắt thì dựng như thế nào? Hai con mắt thì từ cái tâm này đi lên đây là 111, đi lên đây là 111. Và cái đoạn 74 này nó cách cái tâm này là 90 chia đôi là 45. Offset ra 45, đi lên 111 vẽ vào. Offset ra 45 nè, sẽ đường tâm ra 45. Rồi từ cái
mình dùng cái like ra vào cái cung này lấy cái tâm nè, tâm này lên 111. Rồi mình vẽ dao vào. Đấy, đây là cái điểm đầu tiên. Mình lấy cái điểm này mình vẽ ra là 74. 74. Rồi mình xóa đi cái đường dựng này. Đấy, ra được một cạnh, một cạnh 74 này. Rồi xóa đi cái đường xét luôn. Rồi có đường 74 này, bắt đầu mình vẽ lên từ từ. Đây mình xoay lên một góc là 34 độ. Xoay góc 34 độ và cái điểm này nó xác định bằng cái khoảng cách này 283.5. Rồi mình vẽ một cái đường thẳng bất kỳ góc 34 độ ha, 34 độ này, L nè, mình nhấp vào đây. Mình vẽ một đường thẳng bất kỳ, mình nhập khoảng cái 60 đi, 60 nè, ship bé hơn 35 độ. 34, 34 độ. Đấy, rồi, để lấy cái điểm múc. Để lấy cái điểm này thì mình offset cái đường này lên là 283.5. Offset 283.5. Rồi mình fillet cái góc không nữa ha. Đấy, xác định được cái điểm múc đó. Rồi từ điểm múc này mình vẽ lên, vẽ lên đâu? Vẽ lên là từ nó xoay. Nó xoay theo cái hướng này là 67 độ. 67 độ và rồi 67 độ. Cái góc 80 này. Rồi, ở đây là hình như mình đem thiếu một cái kích thước này. Kích thước ngay con mắt này nè. Do là cái hình mình lấy về á, nó mờ quá, mình vẽ lại mà mình đem thiếu kích thước đây. Cái góc mắt này nó đi lên là 314 à. Đi lên là 314. Đây, từ cạnh dưới đây đi lên đây là 314. Rồi mình offset lên 314 trước. Mình xóa cạnh này đi, cạnh dựng này xóa đi. Offset lên 314 nè. Rồi. Cái góc này mình xoay, dựa theo cái góc này, cái này là 67 độ. 67 thì mình copy cái đoạn này lên nè, CO nè. Copy, nói lên, rồi mình lấy cái điểm đó, rồi tay nó một cái góc là ở bên đây là 67, ở bên đây thì cũng quay lên góc 67 ha, bên đây là trừ 67, bên đây là 67. 67, đấy. Rồi khi dựng được cái góc này rồi mình fillet hai này lại. Ok, xóa cạnh dựng này luôn. Rồi khi có cái điểm này rồi thì cái đoạn này, cái góc này lên đây là 80. Mình vẽ một cái đường thẳng chồng lên, rồi lấy đường thẳng đó rồi tay lên 80 thôi. 80. Rồi cái 80 này, cái đoạn này là 110, 110. Thì từ cái điểm, điểm này mình vẽ một cái đường tròn 110. Rồi nó cắt tại đây thì mình nối từ cái điểm này nối lên. Thêm đi. Rồi cái hình mình, cái hình bài tập mình sẽ thêm cái phần kích thước cái đầu mút của mắt này vào ha. Không các bạn vẽ không được. Ok. Tiếp theo. Có mắt có mũi. Đâu, tới cái cạnh bên hông này. Cạnh bên hông này thì đi nó trùng với cạnh này là 283.5 thì mình vẽ ra dao được một điểm. Cái điểm này nó xoay lên. Cái cạnh này offset ra cái cạnh này, vẽ được cạnh này trước. Cạnh này offset ra là 170. 170 này. Mình xác định được cái điểm này, rồi từ cái điểm này mình xoay xuống 160. Đúng rồi, từ cái điểm này mình xoay xuống 160. 70 nè, xác định được cái điểm này. Offset ra 170. Đấy. Rồi dưới đây mình offset lên là 145 với lại 200 là bao nhiêu? Là 345. Rồi mình extend nó ra. Rồi mình lấy cái điểm này. Lấy cái điểm này nó xoay một cái góc hợp với cái góc này là 160 đúng không? Thì mình vẽ chồng lên đây, rồi mình dùng cái cạnh đó rồi tay, rồi này chọn cái điểm xoay và mình nhập là trừ 160. Đấy. Giao tại đây thì chìm đi. Rồi cái cạnh này thì dựng lên ha, chìm đi. Rồi xóa đi cái cạnh cạnh dựng này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cái cung này, cung R110. R110 này cái tâm nó xác định tại đây. Lên đây là 70.
Và khoảng cách giữa hai tâm này là 144. 70 là nó bắt đầu từ đâu? Từ cái cạnh này thì mình vẽ cái cạnh này trước ha. Cái cạnh này từ đây offset lên là 65. 65. Ở đây cái kích thước này mình điểm thiếu nè. Cái đoạn này mình điểm thiếu. Đây cái đoạn này là 70.5 ha. 70.5. Offset lên 65, 70.5. Các bạn điểm, khi mà điểm kích thước bạn vẽ thì các bạn nhớ kiểm tra kỹ lại ha. Để thì vì thiếu kích thước thì người ta sẽ không gia công được. Đấy. Rồi 60, 70.5. Rồi từ cái điểm này, từ cái điểm 65 này, khoảng cách 65 là từ cái điểm giao này, mình vẽ một cái đoạn thẳng là 70.5, rồi mình di chuyển nó lên là 65. Đây, 70.5. Rồi mình di chuyển nó lên là 65. Rồi mình di chuyển nó vào tâm. Nhớ là khi mà chọn cái đường thẳng, mình nhấp vào cái tâm của cái đường thẳng á, thì mình di chuyển, nó không thay đổi gì của cái đường thẳng. Nhưng mà khi nhấp vào hai đầu mốc là nó sẽ thay đổi ha. Nhấp vào hai đầu mốc thì nó sẽ kéo dài đoạn thẳng ra. Nên các bạn khi di chuyển thì để ý. Rồi vẽ được cái đoạn 70.5 này, bắt đầu chúng ta vẽ hai cạnh này hợp với nhau với góc là 12 độ, thì mỗi bên nó sẽ là 6 độ. Mình dựng lên nè, rồi tay nó là 6 độ. Rồi mirror qua. Rồi bây giờ mình bắt đầu offset lên là 70. Offset lên là 70 nè. Rồi cái đoạn này mình cho nó là 144, dùng len nè, T nè, 144. Rồi mình di chuyển vào tâm. Đây là cái tâm, hai cái điểm mốc này là cái tâm của 110. Rồi 110. Đấy, rồi trim đi ha. Trim cái này, đè ship để kéo này ra luôn. Trim đi, xóa đi. Đấy, mirror à. FR0. Rồi đây là R128 nè. R28. Mình chọn T, mình chọn no trim ha. Tại vì xíu nữa mình đo, mình dim kích thước thì mình chọn cái này sang cái này nét nét dim. Dim kích thước không có cạnh đó thì mình đi không được. Đấy. Trim đi, trừ lại cạnh đó ha. Rồi xóa cái đường này luôn. Rồi. Còn gì nữa? Rồi cái nào đơn giản mình vẽ trước ha. Xong xong. Rồi còn hai cái cạnh này thì offset ra là 122. Offset 122 nè. Rồi offset ra tiếp 17. Rồi mình dùng cái lệnh line NNT, mình vẽ cái line rồi mình xóa đi cho nhanh ha. Rồi mirror qua. Đấy, hoàn thành. Rồi cái bước tiếp theo là mình dim. Mình dim làm sao cho nó, ở đây giả sử các bạn muốn đưa hai bản vẽ vào một cái tờ giấy A4 ha, giờ đưa cái kiểu này. Đây, làm sao để đưa vào cái kiểu này, cái cỡ, cái kích thước dim này nó bằng nhau và kích thước này, mặc dù là cái mặt nạ này nó to hơn rất là nhiều so với trái tim, nhưng mà khi mà đưa vào bản vẽ thì hai cái nét dim này nó vẫn bằng nhau. Làm sao để làm được vậy thì ở đây mình hướng dẫn cái cách dim này luôn ha. Thì đầu tiên các bạn copy một hình cho mình, làm sao để dim được vậy. Đầu tiên mình sẽ scale cái hình này nhỏ lại. Giả sử cái này mình scale nó xuống là 1/3. Ấn Enter. Mình thu nhỏ lại là 1/3, 1/3. Đấy, nó nhỏ lại. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn thu nhỏ nó lại, các bạn dim, thì kích thước nó cũng sẽ là nhỏ lại ha. Này nó còn có 40. 120/3 là còn có 40. Thì làm sao để mình dim mà nó kích thước nó vẫn ra kích thước thật, cái kích thước mà đúng của bản vẽ là 120. Trong khi đó cái hình nhỏ, cái hình của mình đã nhỏ lại 3 lần. Thì để làm được điều đó thì mình chỉnh cái biến là dim factor ha. Đây. Dim L fat biến là chọn cái này. Hiện tại nó đang là 1 thì mình đo kích thước là 1/1 trên bản vẽ. Để mà mình phóng to kích thước của mình ra thì mình sẽ nhập cái số này tăng lên. Giả sử như cái này mình giảm nó lại là 1/3 thì mình tăng cái số này lên là 3. Là khi mình dim nó sẽ tăng lên. Đấy, 3 lần là bằng với kích thước lớn này. Đây là cái cách khi mà đưa cái bản vẽ lớn vào bản vẽ nhỏ. Dùng một cái dim duy nhất, không cần phải tạo ra cái dim, nhiều cái dim khác ha. Không cần phải tạo nhiều dim nó phức tạp ha.
Đấy là một cách. Rồi, ở đây mình sẽ làm cái này cho các bạn xem ha. Rồi, mình đem theo cái kích thước nhỏ này. Rồi, ND nè. Này là 120. Rồi, từ... DLI 36 nè. DAN 137. Tiếp theo DAN tiếp. Enter nhập lại lệnh. Rồi hết mấy cái góc trước ha. Cố gắng làm sao đừng cho mấy cái kích thước nó cắt ngang cái nét của chi tiết. Sáu bảy bên đây cái kích thước kia ha. 67 nè. Ba mươi bốn. Kích thước này là 12. À, ở đây mình thiếu cái hai cái đường này. Đây là 146 và R200 này. Nè, vẽ lại ha. Vẽ tiếp chứ. Đây 146 này là cái tâm nó tại đây. Tại cái điểm này ha. 146. Rồi trim đi. Còn cái 200 này thì nó xác định bằng cái kích thước này. Ở đây 180 và 160. À là 300. 340 ha, 340. CTK từ điểm này lên đây là 340. Là cái bán kính là 200. Rồi, trim đi. Ok. Rồi mình chọn cái này. Với lại chọn cái cạnh này mình CO ra. Để mình scale lại để mình gắn vào cái hình nè. SC nè. 1/3 thôi. 1/3. Rồi, copy tương đối ha. Chọn cái đường này, CO Enter. Chọn cái góc cái cạnh này, mình gắn vào cái cạnh này. Đấy, vào đúng vị trí. Rồi, mình đem tiếp thôi. Sao từ 34. Rồi cái còn cái góc nào, góc này là 97 nữa. DAN 97 34. À, góc này 146. Rồi hết góc, bắt đầu mình đi mấy cái thước kia ha. DLI này là 13. Đây, cái mốc này là 156 nè. Rồi cái này là 76. Cái này là 74. Này là 12. Này, cái đầu này là 90. Ở đây mình dùng cái DCO ha. Nè, DCO thì mình phải chọn điểm này, chọn theo cái chiều của nó mình mới DCO được. DLI đây 160. DCO lên cái tầm của hàng, kéo cái này xuống xíu. DCO lại, kéo lên cái tầm của hàng đấy, hàng 200. Rồi rồi ở đây mình chỉnh lại cái kiểu kia ha. DTAF DMATIFIX mình chọn là 3. Ok. Thank you.
Ở đây các bạn thấy là khi đêm nó mất cái đường thẳng này, thì để có cái đường thẳng này lại thì các bạn chỉnh lại cái biến là đêm TOS ha. Đêm TOS, đêm TOFL, mình chọn là on DLI, nó sẽ có lại cái đường thẳng ha. Đấy. Rồi. Vậy 10.5 DRA. Rồi đi mấy cái thứ bên đây. DCO. Điểm này và điểm này. Đấy, DCO ha, điểm nhanh cho mình. Rồi ok. Hầu như là đã hoàn thành. DAL. Rồi các bạn xem lại cái phần điểm ha, những cái lệnh nào mà nó giúp bạn điểm nhanh, rồi những cái cách mà thiết lập những cái điểm làm sao để cho các bản vẽ mình nó đẹp thì các bạn xem video. Thì ai mà muốn thực hành những cái bản vẽ kiểu dày nữa thì hãy để lại cái mail ở dưới video, mình sẽ gửi cho từng bạn nha. Rồi hôm nay video này kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi.